Audi e-tron là mẫu xe đầu tiên trong chuỗi sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện của Audi. Mẫu SUV chạy điện cung cấp không gian rộng rãi cho 5 người ngồi cùng với khoang hành lý lớn. Xe được vận hành bởi hai motor điện sử dụng năng lượng bộ pin 95 kWh, không khí thải và yên tĩnh tuyệt đối với công suất lên tới 300 kWh. Vận tốc giới hạn điện tử 200 km/h, hệ thống pin điện áp giúp chiếc xe có thể vận hành được hơn 400 km theo quy định kiểm tra mức tiêu thụ và mức phát thải mới WLTP. Về thiết kế ngoại thất, Audi e-tron mang dáng vẻ của người anh em Audi Q5. Tuy nhiên, những đặc trưng mà Audi mang đến cho dòng xe chạy điện bao gồm lưới tản nhiệt có màu xám bạch kim, khung đơn hình bát giác với các thanh dọc. Cạnh dưới của đèn pha LED ma trận có 4 thanh ngang. Phần đuôi xe, các thanh trên thanh khuếch tán rộng, gợi sự chú ý tới việc loại bỏ thiết kế ống xả. Logo e-tron trên nắp sạc nổi bật với tín hiệu điện áp cao màu cam. Bên trong khoang cabin, với hai màn hình MMI cảm ứng, cũng hướng về phía người lái, với màn hình đồng hồ chính ảo tiêu chuẩn, người lái có thể chọn giữa hai chế độ hiển thị, với rõ ràng tất cả các thông tin dưới dạng đồ họa sắc nét. Độ phân giải cao, ốp điều khiển trung tâm nằm ở phần mở rộng giữa hai ghế. Nổi lên ở giữa là khu tựa tay với tích hợp cần chuyển số, trong đó người lái xe chỉ cần vận hành bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Audi là hãng xe sang đầu tiên mang chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện về Việt Nam. Khi mang chiếc xe này về theo diện tạm nhập tái xuất, chúng tôi đã nhìn thấy mức thuế hiện hành. Với một chiếc xe điện được trang bị công nghệ nhiều gấp đôi chiếc xe bình thường có cùng kích cỡ, chúng tôi mong được hưởng ưu đãi. Đồng thời, để có thể tự tin lưu hành xe điện thì cũng cần xây dựng những trạm và những người sử dụng xe điện cũng cần được hưởng ưu tiên di chuyển trong thành phố. Điều này đã được thực hiện ở châu Âu. Chúng tôi đem chiếc xe điện về trưng bày tại Việt Nam để có thể giải thích cho khách hàng về chiếc xe đang sử dụng hoàn toàn bằng điện, đào tạo cho nhân viên Audi những công nghệ mới tiên tiến được áp dụng trên xe điện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi có thể giới thiệu xe điện tới khách hàng Việt Nam và những đối tác tiềm năng quan tâm tới việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển xe điện trong tương lai. Tính đến năm 2025, danh mục đầu tư của Audi sẽ bao gồm hơn 30 mẫu xe điện, trong đó có 20 mẫu xe hoàn toàn bằng điện. Với Audi, xe điện không phải là tùy chọn mà là cam kết mạnh mẽ với thế giới. Tại Việt Nam, Audi e-tron sẽ được trưng bày tại các showroom chính hãng của Audi trên toàn quốc. Quý khách hàng muốn tìm hiểu về e-tron có thể đến các showroom chính hãng để được tư vấn cụ thể nhất.